cảm ơn anh em trong thời gian vừa qua đã ủng hộ và đăng ký kênh cho mình. Thì nếu anh em nào yêu quý mình ấy thì là hãy đăng ký kênh và ấn chuông để chia sẻ video để kênh của mình càng ngày càng được phát triển hơn anh em nhé. Đấy, hôm nay thì mình có nhận làm một cái nền nhà cho em trai người trên Bắc Quang này. Đấy, hôm qua mình vừa làm xong cái nền này, cũng ở trên kênh mình cũng đã đăng rồi đúng không ạ? Đây, vị trí là máy mình đứng đây ạ, là cái nền này. Thì là cái cọc này là cọc góc của cái nền nhà này nha anh em nhé. Cọc trên mái nha. Kia là một cái cọc nữa. Đây, nói chung là tất cả đất sẽ dồn sang khe này và xuống chỗ bụi nứa này. Thì thực tế là bây giờ anh em không trực tiếp đây, anh em sẽ không hình dung ra được đúng không ạ? Thì mình trong lúc mình làm thì mình cũng không thể là lúc nào mình cũng quay được, nên là mình chỉ quay những từng giai đoạn một, từng ngày làm việc của mình thôi. Cứ kết thúc một ngày làm việc mình sẽ quay, cũng là hoàn thiện xem cái lúc mình làm xong sẽ như thế nào. Đây ạ, mặt bằng của nó là bằng cái nền nhà này, bằng cái chỗ đặt bình tân á kìa anh em nhé. Đây, tất cả nói chung là bây giờ mình mới bắt đầu vào công việc. Anh này, anh chủ nhà hôm qua mình làm cho nhà trên này. Đây là em đây, em chủ nhà của ngày hôm nay là mình làm cho đây. Thì anh em cũng đã thống nhất rồi mức giá các kiểu, nhưng mà mức giá này thì mình sẽ tiết lộ sau video anh em nhá. Nói chung là rất là mưa, miền Bắc của mình ấy, ngày nắng đêm mưa anh em ạ. Buổi đêm rất là mưa, rất là to. Bây giờ thì trời quang mây tạnh hơn tí. Anh em hãy cùng chờ xem những cái phần tiếp theo của video mình nhé. Mình sẽ quay từng công việc trong từng ngày, nó sẽ đạt tiến độ đến đâu mình sẽ quay bằng đấy. Đây là máy của mình. Sau một ngày anh em ạ, sau một ngày mình đã làm đây công việc của một ngày của mình đấy ạ. Như lúc ban đầu buổi sáng mình cũng đứng ở đây quay cho anh em đúng không ạ? Hôm nay là buổi chiều tối, bây giờ mình nghỉ mình về nhà thôi. Thì đây anh em, công việc một ngày của mình này quốc quăng hoàn toàn anh em nhé, không dùng lên ô tô bởi vì trên này cao, có ô tô cũng chẳng lên được đâu. Nhưng mà cái công việc này chỉ cần quăng thôi. Đây ạ. Nói chung là làm khoán nhưng mà vẫn phải làm cho người ta đẹp một tí anh em ạ. Đây. Tất cả đất sẽ vứt ra bên khe này hết anh em nhé. Đây ạ. Thì là công việc của một ngày nó cũng chẳng có gì nhiều đâu anh em ạ. Nói chung cứ quốc quăng ra thôi thì chẳng có gì để mà quay lại để nhiều đâu. Mình thì vừa làm vừa quay nên là cái lúc mình làm mình không sẽ không quay cách làm của mình như nào được, bởi vì lúc đấy là mình chỉ có một mình, không có ai quay cho. Đây, mặt bằng sẽ bằng cái bình tân á này nha anh em nhá. Mặt bằng sẽ bằng nền nhà dưới này nhá. Anh em cùng đón xem những phần tiếp theo của mình trong lúc mình hoàn thiện cái nền nhà này. Hôm nay đã là ngày thứ ba mình làm ở đây anh em nhé, nhưng mà thực tế thì bảo ngày thứ ba nhưng mà ngày làm ngày nghỉ, buổi làm thì buổi nghỉ đấy anh em đấy ạ. Bởi vì ở trên đây của bên mình đây ạ, trời sắp mưa rồi anh em nhá. Cứ mưa nắng thất thường lắm ở miền Bắc mình ấy. Buổi sáng mưa thì vẫn làm nhưng mà nó không được việc ấy, ngày chỉ làm được sáng chỉ làm được 2 tiếng và chiều thì may ra được 3-4 tiếng. Đây ạ, nói chung là nếu mà nói là bảo làm ngày thì ngày thứ ba, ngày thứ hai thì mình không quay anh em nhé. Bởi vì là ngày thứ hai thì công việc nó cũng chỉ vẫn thế rồi, nó không, nói chung không làm được nhiều nên là mình không quay đâu ạ. Đây ạ, bây giờ hiện tại là chủ nhà thì thấy mái ta luy hơi cao nên là đã bảo mình cắt tầng, 2 tầng anh em nhé. Đây ạ. Đây, mình đang cho thằng em học lái máy lái. Nói chung là cái mặt bằng nền thì mình cũng nói nhiều rồi, thì nó bằng cái nền của nền nhà này anh em nhé. Đây, anh em cùng nhìn qua đây ạ. Nói chung là công việc mỗi ngày nó cũng chỉ là vẫn như thế thôi nên là không có gì khác cả.
bạt mái thì mái trên này thì nó rơi vào khoảng độ 2,5 mét anh em nhé. Còn mái dưới thì bây giờ mình chưa hoàn thành nên là mình chưa biết được nó là nó bao nhiêu. Đây, cái khe này trước kia mình nếu mà không biết là mình có quay hay không nhỉ. Đấy, cái khe này thì trước kia nó rất là sâu luôn, mình cuốc đất hết ra đây nhá. Khu này thì không cần phải hất bởi vì khu này mình tính toán là nó sẽ gần bằng cái chỗ này nên mình hất bây giờ chủ yếu cho xuống dưới kia. Đây ạ. Như anh em xem từ đầu video đến bây giờ thì anh em cũng đã biết rồi, nó là như thế nào rồi. Thì là công việc nó cũng không có gì thay đổi cả. Mai chỉ là ngày mai mình làm một buổi nữa là hoàn thành nó nốt cái nền nhà và bàn giao cho gia đình. Bây giờ còn khoảng độ hơn 50 phân thôi thì chiều nay mình giải quyết nốt. Cuốc nốt ra ngoài kia. Bây giờ chỉ cuốc không ra một hướng thôi nhá. Đấy, cuốc vứt ra cái chỗ thằng em đang vứt kia, bởi vì nếu mà vứt xuống cái chỗ bụi nứa này. Vứt xuống chỗ bụi nứa này thì ở bên dưới nó có cái chuồng trâu của gia đình bên dưới nhá, nên là sẽ không cuốc được. Anh em cùng đón xem phần cuối của video nha anh em nhá. Cảm ơn anh em ạ. Ok anh em, vậy là sau 3 ngày rưỡi làm việc anh em nhá. 3 ngày rưỡi thời tiết miền Bắc này cũng mình cũng làm túc tắc thôi. Có ngày làm được buổi chiều, có ngày làm nói chung toàn làm vào buổi chiều ấy. Đây ạ, 3 ngày rưỡi nhá thì hôm nay là bây giờ hiện tại là 11:30 của ngày thứ tư mình làm nha anh em nhá, vào 3 ngày rưỡi ấy. Đây ạ, mình đã hoàn thành xong cái nền. Mà tiết lộ với anh em là cái nền này mình đã nhận khoán là 20 triệu anh em nhá. 20 triệu cho một cái nền nhà làm 3 ngày rưỡi. Đây ạ. Nếu mà anh em xem từ đầu video anh em có thể thấy là đây là từ hôm đầu tiên. Trước đây nó có một cái cọc, có một cái cọc mốc của người ta cắm là cắm ở vị trí mình đang đứng đây. Thì là mình đã nhổ đi rồi thì bây giờ đây, anh em cùng xem đoạn kết của cái video của mình nhá. Xem cái nền nhà 20 triệu nó có gì nha anh em nhá. Đây ạ. Nhìn ở trong điện thoại thì rất là bé thôi. Đây. Chủ nhà yêu cầu là cắt 2 tầng, mình đã cắt 2 tầng, 1 tầng, tầng này trên là 2,5 mét. Hôm nay rất là mưa nha anh em nhá. Có nghĩa là lúc mình đang hoàn thành cái nền ấy thì là nó mưa nên là những cái vết xích của mình không thể đè hết được anh em nhá. Hiện tại trời vẫn đang mưa luôn. Nên là mình không thể trần xích được, chủ nhà có yêu cầu trần xích nhưng mà mình không trần xích được vì bây giờ trần là như ruộng luôn. Đây ạ. Nền nhà này rộng khoảng độ 20 mét, 20 mét anh em nhé. Tầm 18 đến 20 mét gì đấy. Đây ạ. Đây là một cái khe. Nếu mà anh em nào xem từ đầu video anh em cũng đã thấy rồi. Thì là nó trong lúc mình làm mình không quay được hết nên là anh em, nhiều anh em không cảm nhận được. Đây, mình cắt 2 tầng đây. Đây ạ, anh em thấy không ạ? Video mình quay có rung một chút nha anh em nhá, anh em thông cảm nhá. Đây, và trước đây ở khu này nó là cái khe. Một cái khe ở trên này thẳng tắp từ trên núi kia xuống ấy, anh em thấy không ạ? Đấy, nó sẽ thẳng xuống đây. Và tống thẳng vào bụi nứa kia anh nhá, bụi nứa đây ạ, bụi nứa đây ạ. Đây, thì bây giờ thì mình đã nắn dòng nước này rồi. Nước này thì không phải lúc nào nó cũng có nước đâu anh em nhá, đang mưa to mới có nhá. Mưa to thì nó không tràn được bờ lên vào nhà người ta đâu. Đây ạ. Đây, trước kia là cái khe nó thẳng vào cái chuồng trâu dưới này anh em nhé. Đây. Đó. Cái nền bên trên kia là mình làm 15 triệu đây. Đây, nền bên dưới. Và đây có ép lại vào bên trong cho người ta một tí. Nói chung là ép vào để cho nó chắc chắn hơn thôi. Chứ thực tế là cái chỗ này là chỗ khe mình đắp rất là nhiều đất, mai nó sẽ sạt lở thì không sạt lở nhưng mà nó sẽ lún một phần xuống đấy. Đấy, cái khu này là khu nhiều bụi nứa các kiểu đấy. Đây, hôm nay là mình sẽ quay tổng thể cái video phần cuối của cái nền nhà này. Máy mình vẫn đang đổ máy. Trời mưa này chiều nay mình lại nghỉ thôi anh em ạ. Chẳng qua là hoàn thành nốt cái nền nhà để mình về thôi. Vị trí mình đứng lúc nãy là vị trí mình đứng là ở đây ạ, ở giữa cái màn hình điện thoại này luôn đó. Nếu mà người ta làm ruộng ấy, người ta có thể thả nước vào
và làm được luôn anh em nhá. Rồi, vậy là mình đã làm xong cái nền nhà rồi thì mình xin phép được kết thúc video tại đây. Hẹn anh em vào những cái video tiếp theo của mình sẽ là những cái nền nhà và những đường khai thác ruộng. Cảm ơn tất cả anh em đã xem video clip nhé. Anh em nào yêu quý mình hãy để hãy ấn chuông, đăng ký kênh và ấn chuông để xem những video mới nhất của mình ạ. Cảm ơn tất cả anh em đã xem video clip. Tạm biệt anh em. Hẹn anh em vào những video tiếp theo.